Quay cái video hôm nay nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, anh em gọi điện rất nhiều nhưng mà đang đưa cả nhà đi chơi, nhân tiện thì có ghé vào trong Nghệ An quay một cái nếp nhà. Đấy, quay một cái nếp nhà gỗ lim 3 gian 2 buồng. Đấy, nhà này thì làm nhà ở cũng vẫn được. Đấy, làm nhà ở cũng vẫn được. Có điều là lối nhà trong Nghệ An thì là nó hơi thấp thôi. Nhưng mà chất gỗ cái nhà này thì mình thấy là tương đối là đều đẹp. Toàn bộ phần gỗ là bằng gỗ lim hết. Đấy. Toàn bộ phần gỗ là bằng gỗ lim hết. Thì ở đây cái bố cục nhà ở đây là 3 gian 2 buồng. Đấy, 3 gian 2 buồng. Đây mình đang hiện đang đứng là ở trong là phần 3 gian. Đấy, 3 gian 4 vì kẻ truyền. Đấy, 3 gian 4 vì kẻ truyền thì phần vì kèo ở đây thì là có đục lá. Đấy, toàn bộ phần ghi kèo quái giang thì có đục lá hết. Nhà là nhà trốn cột cái. Đấy. Tổng 3 gian 4 vì của nó là 20 cột. Thì hai hàng bức thuận là 6 hàng cột. À không, không được, có 16 cột thôi, quên mất. Có 16 cột thôi, bởi vì có 4 cái phần cột hiên ở bên ngoài là người ta có cột hiên bằng xi măng. Đấy, thì có 16 cột thôi. Đấy, toàn bộ phần cái vì bức thuận này của nó thì tương đối là còn nguyên. Đây này. Các cái hàng ngưỡng bạo chân ở bên dưới cộng với cả cái ván này. Tất nhiên cái ván này nó nhiều năm rồi thì nó cũng sộc sạch thì về sẽ phải dồn lại bổ sung. Đấy. Tất cả những cái này còn tương đối là nguyên bản. Một căn nhà còn tương đối là nguyên bản. Lối nhà ở trong Nghệ An khá là rộng rãi. Thế là nhà mình là mới gặt lúa hả bà? Gặt lúa rồi. Đấy, gặt xong hết rồi đây à? À, 3 sào nữa. Thế thì cũng nhiều lúa ấy chứ nhỉ. Thế thì hai ông bà ăn thoải mái nhỉ. Còn cả chăn nuôi nữa chứ, đúng không? Vâng, ăn nọ hết. À, ăn không hết nhỉ. Còn cái bị khỏi hết. À. Đi làm hết rồi đúng không? Ra cửa nhà hết rồi. À, ra riêng hết rồi nhỉ. Ở riêng hết rồi đúng không bà? Dạ. À, cũng rộng rãi đây. Cái phần hiên này thì là nguyên bản của nó là phần hiên còn đến đây thôi. Dạ vâng, nguyên bản phần hiên này có đến đây là có 80 phân. Cái hiên đục đẹp. Nối thêm cái hiên này dài ra. Nối thêm cái hiên này dài ra là đến 1m4. Đấy. Nối này thì cũng ổn, rất là ok. Nếu mà về mình sẽ nối thêm cái hàng cột hiên gỗ vào đây. Còn nếu mà không thì chơi nguyên bản thì chơi thế này. Chơi nguyên bản thì chơi từ đây vào. Đấy, phần hiên hàng nguyên bản. Đấy, cái phần dạ tàu này thì cũng được 2m. 2m dạ tàu. Đấy. 3 gian 2 buồng. Cửa này thì về cũng vậy. Cũng dày dặn đấy chứ, cửa lim này cũng dày dặn đấy nhưng mà đóng nó hơi đơn giản. Kể cả hoành cũng là hoành lim luôn. Đấy thì về tu sửa dựng lại mà chơi thì rất là đẹp. Nhà hoàn toàn lim nó cái gì lội một chút. Cây lim hết nhỉ bà nhỉ? Dạ, cây lim hết. Cái xà này soi đẹp đấy chứ đúng không? Cái xà này này. Xà này soi đẹp. Ở xà đây, soi đẹp đấy nhỉ? Ở đây có cái nhà mơ ri này. À. Đây này, cái chất gỗ của nó cũng đều là lim vân của nó bánh lên đen xì nhỉ bà nhỉ? Nó cái gì lội. À, đúng rồi. Thì mua về làm nhà ở hay làm chùa làm không nhà. Cháu dựng chơi thôi, dựng ở chơi thôi. Đây này, cái đá này là còn nguyên này. Yeah. Dạ, đá còn nguyên. Đá này bây giờ mình cũng phải kê như thế này thì nó mới cao lên. Kê dạ. lộ cái đá này lên thì nó cao đúng không? Đá còn nguyên thế thì là bà mua về bà đặt đá khác, còn đá hết, còn cây cụ ngoài đây thì tròn ngoài đây thì thế ạ. Đây là mình cũng làm lại sau này rồi đúng không? Này đánh lên gỗ này thì yên tâm rồi, gỗ này thì không mối mọt gì rồi bà nhỉ. Để có các cái một vài cái tấm ván này thì mình đi nào, vì bà làm bà đặt một nét đá khác và đá khác bùn vào đây này. À, thế đây là cái đá mới của mình làm cao nó lên đây rồi đúng không? Đá của hắn cao hơn. À thế ạ. Có cái đầu gì đá tròn tròn đúng không? À cháu nhìn thấy rồi, ở ngoài sân này đúng không? Bây giờ là mình làm cái thành cái đá vuông này. Đưa về có hai hòn ở đây, cái anh ấy hay anh ấy mua ba hòn rồi. À thế ạ. Nặng bà nè.
Phần gỗ này thì đúng là cái chất gỗ của nó thì đều đẹp rồi. Này mình đánh lại chứ dự bà ở làm Vâng, có cái gian giữa này của nó là rộng này, gian giữa của nó được 2,8 m này. Thì nó cũng rộng, kê cái gì vào đây cũng thoải mái. Có điều là nhà họ cái gian hai bên gian đi cũng không rộng bằng nhà đúng bà rồi. Bình thường cháu đi mua ấy là cái gian giữa của người ta chỉ bằng cái gian này thôi. Cái gian này là 2,45 m, gian giữa của người ta chỉ được có thế thôi. Cái này thì được cái gì nó lại rộng này. Rộng rãi này. Có điều là lối nhà trong này thì nó hơi thấp thôi. Thấp bây giờ mọi ngày ông hỏi ngày họ làm gì là khỏi bão. À, sợ sợ bão bà nhỉ? Chứ bây giờ họ kê Đúng đẹp rồi, lắm. kê cao lên.